Và thưa quý vị, trong suốt gần hơn quá bán chương trình ngày hôm nay, ngoài các tiếng hát ra, chúng ta có một ban nhạc gần rất là hoàn chỉnh mà Diệu Quyên và Đỗ Tân Khoa xin được giới thiệu đến quý vị từ phải qua trái. Cello Nguyễn Hậu. Violin Quang Phúc. Bass Hải Đinh. Guitar anh nhạc sĩ Quốc Thắng. Và cái người mà nổi đình nổi đám nhất là anh trống Phụng Nguyễn. Và cái bên chúng ta thấy có tới ba cái keyboard, đầu tiên là Nghĩa Lê, anh Sĩ Dự và nhạc sĩ Trúc Sinh. Quý vị nghe hay không? Nghe đẳng hay không? Nghe rất là đầy trong một cái chương trình mà về mẹ ý nghĩa ngày hôm nay. Và thưa quý vị, nói đến chương trình Mẹ Là Tình Yêu một lần nữa, người đã khởi xướng ra chương trình này hiện diện trong ngày hôm nay mà chúng tôi muốn mời lên sân khấu để mà cùng chia sẻ với quý vị. Thưa quý vị, anh Tuấn Anh. Một tràng pháo tay cho anh Trần Tuấn Anh, kính thưa quý vị. Và lý do nào anh tổ chức chương trình ngày hôm nay, cũng như cái mục đích của anh tổ chức chương trình với cái chủ đề là Mẹ Là Tình Yêu, chúng tôi muốn được nghe sự chia sẻ của anh Trần Tuấn Anh. Thưa anh, mời anh. Lời đầu tiên xin kính chào tất cả các anh chị em có mặt và hiện diện tại ngày hôm nay. Và xin tri ân và một lần nữa rất cảm ơn tất cả đã dành chút thời gian để đến đây chia sẻ với Tuấn Anh ngày mai ở đây. Thưa anh, dĩ nhiên để có được một cái chương trình như thế này, và từ đâu mà anh có lại ý tưởng, tại sao không phải là một cái ngày lễ nào mà lại là một cái ngày lễ Mother's Day? Mẹ anh còn có mặt ở đây để mà nghe những nhạc phẩm này hay không? Dạ, cũng thật lòng chia sẻ với tất cả các anh chị em. Ngày xưa tôi rất ham chơi, tôi không nghĩ đến mẹ, tôi cứ bỏ mẹ tôi đi chơi. Cho đến khi mẹ tôi mất rồi, tôi mới cảm giác được rất là đau đớn, rất là cô đơn, rất là hụt hẫng khi không có mẹ. Nhưng mà tuy mẹ tôi chết rồi, nhưng mà trong lòng tôi vẫn có mẹ. Và ngày nay tôi đã có điều kiện để tôi làm một cái chương trình này để tưởng nhớ đến người mẹ của tôi. Và đồng thời cùng chia sẻ cho tất cả các người mẹ trên thế gian này. Và muốn nhắn nhủ với mọi người, hãy yêu thương, hãy quý mến mẹ của mình. Đừng để khi mẹ mình đã ra đi rồi, mình mới nhớ tới mẹ. Thì đó là một cái điều rất là nuối tiếc. Vì lý do đó nên tôi mới làm cái chương trình này. Kính thưa quý vị, Diệu Quyên được biết anh Trần Tuấn Anh là một doanh nhân không biết gì về văn nghệ hết. Và khi mà muốn tổ chức một cái chương trình như thế này thì có quen với lại Trúc Sinh, hỏi chứ Trúc Sinh giúp cho anh ca sĩ, em mời giùm anh, ban nhạc em lo giùm anh. Một người không biết gì hết, thưa quý vị, chỉ có cái tâm là muốn làm một cái chương trình đặc biệt cho người mẹ của mình mà thôi. Chúng tôi xin mời quý vị cùng cho tôi một tràng pháo tay thật lớn cho nhạc sĩ Trúc Sinh. Xin có một đôi lời. Dạ, vâng. Xin có một đôi lời trước khi đưa cái microphone cho Trúc Sinh. Là cũng nhân dịp này trước mặt Trúc Sinh, xin rất chân thành cảm tạ Trúc Sinh và anh Trúc Hồ đã hợp tác và đã giúp cho Tuấn Anh rất nhiều. Vì Tuấn Anh không biết một chút xíu về cái lĩnh vực, về cái sân khấu này. Hoàn toàn là Trúc Sinh và tất cả. Cũng cùng đồng thời cảm ơn tất cả các anh chị em ca sĩ và đặc biệt là chị Diệu Quyên rất tốt với Tuấn Anh, đúng mẫu ngực là một cô giáo, thần tượng của Tuấn Anh là cô giáo mà nay may mắn được chị Diệu Quyên giúp cho nên mới có cái chương trình để tất cả các người bạn bè và anh em được ngồi đây để chia sẻ cái đêm văn nghệ này. Thì thành thật một lần nữa cảm ơn anh Trúc Hồ, anh Trúc Sinh, chị Diệu Quyên và Helen, vợ của Trúc Sinh. Thành thật cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Và Trúc Sinh, em nghĩ như thế nào sau khi mà em giúp anh? Trước hết, Trúc Sinh xin chào quý vị, nhất là các bà mẹ.
À, cái này thật sự là chú sinh mới quen anh Trần Tuấn Anh chưa đầy 6 tháng. Mới quen có 2 tháng, anh ấy anh muốn làm cái show mẹ. Mà chú sinh trong nghề này cũng mấy chục năm rồi. Tại sao hồi xưa không làm, bây giờ anh làm. Anh làm là anh chết. Chết làm sao? Lỗ. Lỗ nhiều. Lỗ. Nhìn nhìn là lỗ. Người ta làm người ta tính chuyện lời phải không? Đúng rồi, còn này mình tính chuyện lỗ bao nhiêu? Lỗ bao nhiêu? Khi mà làm ăn á là mình tính là lời bao nhiêu. Còn cái này là lỗ bao nhiêu. Mới ghê chứ. Mà chú sinh 2 lần reject ảnh, từ chối. Em không muốn anh bỏ tiền ra. Thấy nên nó anh Tuấn Anh đi chúc sinh làm cho anh đi. Em trong ngày này em giúp anh 2 lần mình bác ra thì nói về chủ đời mẹ, ai cũng thương mẹ. Mẹ là gì? Mẹ là tình yêu. Không có tình yêu nào mà cao cả bằng tình yêu của mẹ. Đó mà vì như vậy mà chú xin nhận lời anh Tuấn Anh. Cảm ơn anh Tuấn Anh rất là nhiều. Nếu mà mình show out hết 500 ghế trong đây á thì anh lỗ 10.000. Mà anh em muốn tôi bán được 200 mấy vé thì anh lỗ 20 mấy ngàn. Thì quý vị biết rồi, cái thời này nghệ thuật là gì? Nghệ thuật là cho đi chứ không nhận lại. Cũng như ba chú sinh nói, ba sanh 2.000 con ra, người anh là chú Hồ, người em là chú sinh, 2 con học từ nhỏ về nhạc mà càng lớn tuổi là càng không có tiền. Biết vậy là ba, cha không có dụ 2 con học nhạc đâu. Học kỹ sư, học gì đó, mình còn có tiền 4K này nọ. Nhưng mà đam mê, không sao. Nhưng mà đối với chú sinh, chú Hồ và chú sinh có một người anh là vì nghệ thuật, vì mẹ, sẵn sàng. Gọi là không gì, gọi là anh có cơ hội anh sẽ làm. Ảnh tưởng anh là coi như là nản trí. Hôm qua gặp anh ấy, năm sau chơi tiếp em. Sao quý vị có đi coi nữa không? Mình nói anh tốn 20 mấy ngàn rồi nha, mình gặp anh mà mặt anh rất là tươi, mình chơi tiếp. Chơi tiếp gì? Anh có lòng với mẹ ảnh. Người mẹ là kinh khủng lắm. Một cái tình yêu một chiều, dù cho con mình có thành công cấp mấy, có giàu cấp mấy, có lớn thế nào, người mẹ nhìn con nhỏ xíu à, hay là con có vú đảng hay là có quậy phá cấp mấy, thì nhìn con mình chỉ là chút xíu. Cái tình yêu đó không có ai mà có, chỉ có các bà mẹ mình thôi. Happy Mother Day. Và Đỗ Tân Khoa cũng được biết rằng hôm nay đó anh Tuấn Anh cũng chuẩn bị một bó hoa để mà anh muốn tặng đến cho anh Trúc Sinh, như là một cái lời cảm tạ. Và ngày lễ Mother's Day thì trên tay anh còn thêm một bó hoa nữa, không biết là bất ngờ anh muốn tặng cho nhân vật nào đây? Thì chắc có lẽ mẹ thì không còn, mà cũng chẳng còn người thân, còn mấy đứa em thì cũng mấy đứa em cũng có gia đình hết rồi, riêng tôi vẫn còn độc thân, tôi không có vợ để tặng. Thôi thì tôi có người chị tôi rất là kính, rất là quý trọng, thương yêu, là cũng là cô giáo, đó là chị Diệu Quyên, nên tôi tặng cái này cho chị Diệu Quyên.
Anh ơi, cái bó bông này là bó bông của anh tặng cho chị Diệu Quyên. Còn bó bông này có tên chữ Tuấn Anh. Bó bông này trị giá tới 20 mấy ngàn đàn anh ạ. À. Đây bó bông của anh em nghệ sĩ tặng cho anh. Quý vị ơi, cho Tuấn Anh một tràng pháo tay lớn hơn cả nhà ơi. À, mình tặng cho mẹ vợ mình. Xin mẹ lên đây với con. Vậy thì Diệu Quyên xin được thay mặt cho Trúc Hồ tặng cho mẹ má Tài có mặt ở đây. Con tặng cái này từ Trúc Hồ tặng cho má. Dạ. Tại sao mà Trúc xin tặng mẹ vợ? Mình làm xô mà mình tặng cho mẹ ruột mình thì hơi kỳ quá. Nó mô về cá nhân quá không được. Dạ, nên anh Trúc xin khôn là... lắm. Nhưng mà mẹ vợ đó, không biết sao mà Trúc xin lucky lắm, may mắn lắm. Bây giờ lúc nào nấu ăn cũng dành cho chúng sinh ăn hết. Đâu có, thì em nghĩ là anh Trúc sinh khôn lắm. Tự vì mẹ vợ, tức là hai cái chữ gộp lại của mẹ và vợ. Thành ra tặng cho mẹ vợ là cả một ý nghĩa thưa quý vị. Người bên phải của tôi là mẹ vợ, người bên trái là mẹ sanh ra tôi. Mà đời chúng sinh nói là âm là mom boy. Từ nhỏ đến lớn chúng sinh gần nhất là má. Người nam chúng sinh nói là má. Mỗi lần buổi trưa đó, thường thường Việt Nam mình ngủ trưa là 12 giờ đến 2 giờ ha. Nghỉ trưa xong, má nói, mình tin thiệt là Trương Anh Kiệt. Chúc sinh là chỉ là nghệ danh thôi. Ông già mình là Trương Văn Nghĩnh, nghệ danh là Trúc Giang, sanh ra Trúc Hồ, Chúc sinh. Má nói, con đi, đi má. Mình nói, đi đâu má? Cứ đi đâu, cứ đi đi rồi biết. Rồi sau này, 2 năm trước, Chúc sinh nghĩ lại cái thời gian lúc còn nhỏ, 9-10 tuổi. Chúc sinh có viết một bài trên cái show riêng của Chúc sinh trên YouTube. Đó là, những gì mà kỷ niệm của má, xin mạn phép gọi là hát vài câu. Mình là nhạc sĩ không phải ca sĩ. Con nhớ một ngày mẹ rủ con đi chơi, con hỏi mẹ rằng đi đâu vì hỡi mẹ. Mẹ hỏi con rằng đi đâu không cần biết, đi với mẹ đi rồi biết nghe con yêu. Nhớ nhớ những ngày ấy, mẹ đã cho con những kỷ niệm vui. Nhớ nhớ những ngày ấy, con nay trưởng thành vẫn muốn được mẹ yêu. Đó là cái story của chú Trinh từ thời nhỏ đến lớn. Còn mẹ vợ mỗi lần nấu ăn là giữ cho con món ăn. Mẹ có nói gì không? Dám nói. Nói đi. Dạ thưa ơi, kính chào quý vị khán giả. Tôi là Lý Minh Khải, Dạ. Má vợ của Trúc Sinh. Dạ, tụi tôi rất thương Trúc Sinh lắm. Trúc Sinh dễ thương lắm. Mà ngoan hiền nữa. Tại như có cái gì nấu... nếu mà có tiện thì đến lấy, tại vì ở hơi xa. Thành ra cũng thỉnh thoảng thôi. Ít khi mà nấu dùng lắm. Dạ vâng, cảm ơn bác. Dạ em cảm ơn giọng ca bá đạo của anh Trúc Sinh. Anh ác hay không thua gì Trúc Hồ hết trơn á. Dạ. Thành ra em nghĩ rằng hồi đó bác Trúc Giang cho anh đi làm nhạc sĩ là đúng luôn rồi đó. Và thưa quý vị, những giây phút thật là dễ thương như thế này. Hy vọng rằng người ngồi bên cạnh của quý vị là mẹ của mình hoặc là mẹ vợ của mình,
hoặc là người vợ đầu ấp tay gối với mình, để mà ngày hôm nay qua những nhạc phẩm mà anh chị em nghệ sĩ chuyển tải đến, chúng ta hãy cảm nhận con tim của mình, một con tim rung động và một con tim đầy ắp những yêu thương của mẹ và của mẹ của vợ và người vợ bên cạnh. Thêm một nhạc phẩm nữa trong ngày hôm nay mà là một nhạc phẩm mà Đỗ Tân Khoa nghe rất là rung động trái tim của mình, mà sáng tác của một thi sĩ chắc hẳn rất nhiều người biết. Khi viết về mẹ của mình, Đỗ Tân Khoa muốn nói đến thi sĩ Trần Trung Đạo qua phổ nhạc Võ Tá Hân. Thưa quý vị, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười sẽ cùng nhau đến với chúng ta trong ngày hôm nay qua tiếng hát của nam ca sĩ Thế Sơn. Thế Sơn xin ái kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị, nhân ngày hiền mẫu, Thế Sơn xin kính chúc tất cả các bà mẹ luôn vui khỏe, được bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thân, con cháu của mình. Happy Mother's Day to everyone! Nghe tiếng mèo
con đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Vì mà con đổi thời gian được, đổi cả thiên thu. Xin lỗi quý vị rất nhiều. Và tiếp theo là một liên khúc mà Thế Sơn cũng được yêu cầu của khán giả ở rất nhiều nơi, đó là liên khúc nhạc tình của cố nhạc sĩ Lam Phương. Xin mời quý vị thưởng thức sau đây. Trong giấc mộng còn chút hương yêu, xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ, mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn. Bão tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi em làm thơ, có biết tương tư vàng ua mộng dệt theo đàn bên người mơ, mới biết mình yêu bao giờ. Hỡi cố nhân ơi, chuyện thuần tiên xa vời, tình đã như vui, mong chỉ còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Xa em rồi, hoa đã tàn, như ý đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, anh đi về, về với ai? Một người đi, một người sâu, nhìn hoa úa buồn về mau. Đôi chân mòn, tìm dư ấm hè phố vắng. Lòng còn thương, tình còn nồng, mà đêm nhớ ngày chờ mong,
bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông. Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tan mơ ước anh âu sầu, em ở đâu? Chiều nay mây đen răng sâu đường về, nhìn hoa rơi nào nề. Người ơi sao chẳng về, còn mong chi câu thề. Giận nhau sao em không nói ra đi không một lời, để buốt giá tim tôi. Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời. Làm sao tôi đến bên người, bao giờ mây hồng đưa bước em xa, hay từ đây anh dỡ dàng tình hỡi chôn vào thiên thu. Mất em rồi, xa em rồi, hoa đã tàn, nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng anh đi về. Về với quý vị. Quá hay, cảm ơn thầy nhạc sĩ Quế Sơn. Thưa quý vị, vào khoảng thập niên 80-90, một cái tiếng hát rất là lẫy lừng gửi đến quý vị ngày hôm nay. Chưa quý nhớ cái lúc đó thì nhạc sĩ Trúc Hồ còn sinh hoạt chung với lại ban nhạc Anh Tài và đàn chị. Phải nói là đàn chị trong làng ca nhạc ngày hôm đó đã giúp cho nhạc sĩ Trúc Hồ rất là nhiều. Và ngày hôm nay cô đã bỏ thời gian của cô tới đây với chúng ta trong trình Mẹ Là Tình Yêu. Chúng tôi muốn nói tới nữ ca sĩ Kim Anh. Và thưa quý vị, có thể nói rằng với người nữ ca sĩ này, đây chính là một nơi mà ban tổ chức chúng tôi rất là cảm ơn chị. Chứ chúng ta cũng biết trong thời gian vừa qua chị gặp những biến cố về sức khỏe và nhiều vấn đề khác. Ban tổ chức cũng luôn dành những sự yêu thương trân trọng nhất để hỗ trợ về chị về mọi mặt. Và trên sân khấu này ngày hôm nay đây, hòa chung trong niềm vui của ngày lễ mẹ, chúng tôi muốn chia sẻ tình yêu thương và hơn hết là tình nghệ sĩ. Một tràng vỗ tay để chúng ta cùng gặp gỡ trở lại một người nghệ sĩ yêu mến trong suốt rất nhiều năm qua. Hình ảnh của người mẹ, người chị, một người nghệ sĩ mà chúng ta luôn trân quý, dành sự yêu thương. Cùng gặp gỡ với nữ ca sĩ, nghệ sĩ Kim Anh. Kim Anh rất là nổi tiếng với nhạc phẩm Mùa Thu Lá Bay, phải không ạ? Mời chị có vài lời với khán giả. Xin trân trọng kính quý yêu thương Mother's Day tất cả những người được phước như Long Hải Thọ từ Nam Sơn, vĩ đại như là Vạn Thọ Vô Cương. Hôm nay Kim Anh rất là hạnh phúc mà làm phép màu của niềm tin của Kim Anh được trở lại mạng sống và đi lết lết và nói hơi ngỏng nhưng mà hát không ngỏng. Xin cảm ơn quý vị thật nhiều và vỗ tay cùng với chương trình quý giá này. Happy Mother's Day. Yes, happy. Cảm ơn. Em mời chị ngồi nha. Xin phép nha. Mình xin chỗ em khó chịu nhưng mà không sao. Em sẽ cố gắng hết sức vì trái tim anh sẽ luôn luôn tri ân quý vị đã vỗ tay, ủng hộ, bao dung và chấp nhận Kim Anh. Và khi mình xin mời tất cả mọi bà mẹ quý giá nhất trên đời, các người phụ nữ đẹp nhất trên đời và trái tim nghệ sĩ yêu nghệ sĩ nhất trên đời nghe bài Mùa Thu Lá Bay. Xin mời quý vị nghe.
Sống bên anh sẽ một đời, dẫu cho mưa rơi đã một tháng năm. Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi, đừng mang trái ngang chia liễu đôi. Thế gian ơi, sao nhiều cay đắng, tình vẫn đang say. Người cũng xa rồi, ngồi ôm bên thương nằm đớn đau, nghe tiếng rên chết trong tim sâu. Mùa thu lá bay anh đã đi rồi, vỡ ta nỗi bao rất nhớ đôi. Giờ đây lìa xa thế cho ban nhạc giùm em nha. Vỗ tay cho người tổ chức chương trình. Hy vọng rằng văn hóa Việt Nam tồn tại ở những phía sau và phía sau. Mùa trường ta quê liêu sớm mò, nhớ sâu ta quê nhau trường hoa. Mùa bè dòng dòng dạ chung chế yên ngã hoa y suy phố ống chưa ta quê liêu sân mò, nhớ chỗ ta quê giao chung. Tiền đồ trái chỉ đâu, hoài cơn cho ai đi chỉ hoa. Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau, hoài cơn cho ai đi chỉ. Xin cảm ơn và Kim Anh sẽ mang tất cả những trái tim âm nhạc này vào cái kho bảo vật bảo tàng của Kim Anh trong trái tim. Muôn đời xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Hãy vỗ tay cho tôi để tôi lên trên tầng. Cảm ơn chú Sinh, chú Ngọc, cảm ơn Tuấn Anh, cảm ơn rất nhiều. Ra đây chị cảm ơn em một tí được không? Được không? Ra đây chị. Kính thưa quý vị, đây là một người mà cũng vì có trái tim gold, trái tim bằng vàng, trái tim nhân hậu và nghĩ đến tôi và cảm ơn tôi vì một cái cử chỉ đẹp và tôi được trở lại hát và tôi có cái nghị lực và sự tự tin để vượt lên cái square này. Cảm ơn em nhiều, rất là xinh. Còn hát bài Mưa Lệ không? À dạ. Và Kim Anh xin hát một bài mà lần đầu tiên Kim gặp nhạc sĩ La Phương á. Kim Anh thâu băng bài, anh nhạc sĩ La Phương và Kim Anh thâu cho Asia Suy 8. Và bây giờ Kim xin hát lại vì kỷ niệm để tri ân nhạc sĩ La Phương. Xin quý vị hãy nghe bài Mưa Lễ. Thank you.
lệ mãi thương về cô hương xa vời, lệ nhớ mong ai mở trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm canh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiền ngoài. Lệ đã thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya suốt năm canh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiền. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa đè nắng yêu soi dáng về cô đơn. Lệ khóc cho đi nhớ thương, lệ ngất rơi tình vẫn vương. Bên ngoài gió mưa xa buồn vắng, buồn chất lên đầy bước chân ra hồ. Mở mắt rêu xanh màu nhung nhớ, con tim khao khát thiết tha mong chờ một nhịp cầu duyên nối qua đồi. Thật ra quý vị nghe hát bài Kim Anh rất là nhớ mẹ Kim Anh. Hôm nay Kim Anh cũng mở cái chương trình này mà mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm suốt đời. Lệ đã thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên tặng mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa đào, tim mới nhộn. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui. Đèn nát liêu soi dáng gầy cô nữ, lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ướt rơi tình vẫn vương. Bên ngoài gió mưa buồn vắng thương, buồn chất lên đầy bước chân giang hồ. Mở mắt rêu xanh màu nhung nhớ, con tim khao khát thiết tha mong chờ một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ. Có đêm con đường đó trao rung đôi lời rằng phương xa vẫn nhớ. Lam Phương xin lỗi. Kim Anh cũng xin quý vị nếu thương nghệ sĩ nói chung và Kim Anh nói riêng, hãy một lời cầu nguyện cho tôi có nghị lực để vượt qua tất cả mọi sự, để tiếp tục trái tim âm nhạc quý vị được nghe tôi tâm sự qua lời ca tiếng hát. Xin hẹn lại quý vị lần sau. Em nhớ lúc nào cũng vậy, khi mà chị Kim Anh khi còn khỏe bước ra sân khấu mặc cái sừng xám là cái điệu chào như vậy. Dạ. Dạ không, cái chân để ra làm sao rồi nhúng xuống như vậy. Bữa em nay em thay chị chào khán giả. Dạ, em chào nó phô thôi á chị ha. Thôi bây giờ vậy nè, ráng giữ gìn sức khỏe, tập thể dục, tăng nghị lực, tăng sức lực để rồi tiếp tục đứng lên sân khấu. Quả thật quý vị cảm nhận được mẹ là tình yêu chưa? Vâng thưa quý vị, đó là một sự cố gắng của rất đông anh chị em nghệ sĩ cùng với Trúc Sinh Production và anh Trần Tuấn Anh. Và Đỗ Tuấn Khoa hy vọng rằng chúng ta lại tiếp tục với những tiếng hát đầy nội lực sắp sửa sẽ được diễn ra trên sân khấu này. Nhưng bây giờ sẽ trở lại
với một bốn anh chàng đẹp trai không thua gì Đỗ Tân Khoa trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Ở dưới hình như có người phản đối. Thưa quý vị, sau đây là phần trình diễn của Tứ Ca, nhạc phẩm Buồn Trong Kỷ Niệm và Ai Cho Tôi Tình Yêu của Trúc Phương, với bốn tiếng hát: Nhật Lâm, Chế Phong, Đăng Vũ và Lâm Gia Minh. Chế Phong, Nhật Lâm, Gia Minh, Đăng Vũ, xin kính chào quý vị một lần nữa. Trăm lần vui, có vạn lần buồn. Đôi khi nhầm lỡ, đánh mất ân tình cũ. Có đâu chỉ thế, tiếc thương chỉ thế. Khi hai mơ ước không chung cùng vui vào đời nhau, lúc môi còn non tôi mộng vừa tròn. Hương thơm làn tóc, nước mắt chưa lần khóc. Đến nay thì đã đắng cay nhiều quá. Hôm nay đi mất trong bước buồn, giờ mới hay. Bao năm qua rồi còn gối chi, nghe lòng nhiều nỗi tiếc. Thương nhau rồi, xa nhau rồi, một lần giang dở. Đêm lạnh trên bờ môi néo mòn tuổi đời, đi thêm một bước chót nhớ thêm một bước. Nếu ta còn nhớ mắt môi người cũ, xin mang theo tiếng yêu khi gọi anh với em. Mang theo tiếng yêu khi gọi anh với sĩ Chế Phong, Lâm Gia Minh, Đăng Vũ, Nhật Lâm. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng? Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Thì là mơ nên lòng nức nở, thương còn đi yêu thì chưa đến. Tên gọi tên tình chưa đổ bến, nẻo mô mà tìm. Làm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn, dám bút về tìm
sao rời gối đề. Nhà vắng mang nhiều cay đắng, xua hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người hỡi người, xin đừng e ấm làm tim nghẹn ngào. Người hỡi người, xin đừng e ấm. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và kính chúc quý vị một đêm thật là vui, thật là hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn. Quá hay. Một chàng có thể là nữa cho bốn chàng trai chúng ta thưa quý vị. Hôm nay là hội ngộ đủ anh tài, có cả trai tài và có cả gái sắc nữa thưa quý vị. Và bây giờ là một trong ca khúc mà chúng tôi rất là hạnh phúc để chia sẻ, một ca khúc mà có lẽ khi mà quý vị nghe tên thôi, chúng ta đã thấy được tất cả những điều mà chúng ta đã từng quên. Có lẽ khi mà chúng ta được nghe hỏi là con lớn lên con ước mơ làm gì, có người thì muốn làm bác sĩ, có người muốn làm kỹ sư, có người muốn làm ca sĩ, nhưng mà chúng ta lại quên mất hỏi rằng ước mơ của mẹ mình hay là của ba mình. Và trong tối ngày hôm nay, trong đêm nay, ngày lễ của mẹ, chúng tôi có một món quà dành tặng cho quý vị. Món quà này không ai xa lạ, mà trong Đức Tiến đây chính là một cô gái được xem như là vàng ngọc quý vị rất là yêu mến. Và bài hát này sẽ gửi quý vị như là một câu trả lời để nói rằng những người con luôn luôn biết lắng nghe, không chỉ lắng nghe tình thương mà luôn luôn cũng có câu hỏi ước mơ của mẹ là gì. Thưa quý vị, ca khúc được mang tên Ước Mơ Của Mẹ, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền. Một tràng vỗ tay để chào đón cô gái vàng ngọc của quý vị, nữ ca sĩ Diễm Liên. Dạ, em cảm ơn anh. Diễm Liên xin kính chào quý vị khán giả. Happy Mother's Day. Thank you. Thank you.
con đùa vui trước sân. Thế mà giờ đây con lớn nhanh theo sau ngần năm ấy, và con cũng có ước mơ khuyên mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thành phần mẹ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang hằng lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn em xin cảm ơn rất nhiều. Thử hồi xưa thì chắc là có lẽ nếu mà cái bài này mà ra lúc xưa thì Diễm chưa có dám hát. Và Diễm nghĩ là hôm nay thì là Diễm đã được làm mẹ. Con cũng đã, mẹ với con cũng đã trải qua nhiều cái vụ việc trên cuộc đời. Thì là Diễm nghĩ là đây là hôm nay Diễm lựa cái bài này là cho Diễm nữa. Và Diễm biết là cho rất nhiều người mẹ dưới kia. Và sau đây là một bài hát kế tiếp. Diễm Liên cũng xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất quen thuộc thôi, nhưng mà là như cái bài hát này nó là được Diễm được nhớ, được quý vị nhớ rất nhiều. Sau đây mời quý vị nghe bài hát mang tên Con Yêu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. dòng suối mà chờ
miên dài. Con yêu ơi, con yêu, hãy quay về đây. Chốn thiên đàng, cuộc đời mình, cuộc đời của con là dòng suối mã trang. Chốn thiên đường, cuộc đời này, cuộc đời của con là lời mẹ ru. Vâng, thưa quý vị, ca sĩ Diễm Liên. Thưa quý vị, một trong những chương trình mà tới bây giờ Quyên thấy vẫn còn rất là đông. Quý vị khán thính giả, một tràng pháo tay cho quý vị khán thính giả hiện diện nơi đây. Và dĩ nhiên là một giải thưởng rất là hấp dẫn, tới 3 phần quà từng, thưa quý vị. Giải 3 là 200 Mỹ Kim, giải nhì là 300 Mỹ Kim và giải nhất là 500 Mỹ Kim. Wow. Vâng, thưa quý vị, khi mà nói với anh Trần Tuấn Anh đó, thì anh Trần Tuấn Anh nói chứ thôi mình tăng lên 1000 nhé. Ủa vậy hả? Ủa? Giải gì mà không chịu? Vậy mà đợi lát nữa coi ảnh có đổi ý hay không, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị. Trong ngày hôm nay, xuyên suốt từ mở đầu chương trình, chúng ta bắt đầu với nhạc phẩm Lòng Mẹ. Khi mẹ bắt đầu chập chững tập làm mẹ, để rồi yêu thương con, trân trọng con. Với những ca khúc nói về khi mẹ ra đi, lòng con xuyến xao thế nào. Và ngay cả những người con xa nhà nhớ mẹ biết làm sao. Nhưng Đỗ Tông Khoan nghĩ rằng nó sẽ không trọn vẹn nếu không nói đến mẹ với một lời xin lỗi. Ngày hôm nay con xin thay mặt cho tất cả những người con để xin lỗi mẹ vì có những lần con làm cho mẹ buồn, hoặc là những lần chúng con làm cho mẹ khóc. Dù lỗi to, lỗi bé thì mẹ vẫn yêu thương chúng con, vẫn khoan dung với chúng con. Và chẳng những vậy, khoan dung cả với người bạn đời của chúng con, để chúng con có được hạnh phúc, để mẹ luôn luôn là người đứng đằng sau và hỗ trợ, đúng như câu nói mẹ chắp cánh cho chúng con bay. Kính thưa quý vị, một nhạc phẩm rất hay sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyên Trấn Phong, Bao Lần Mẹ Khóc. Mời quý vị cùng với chúng tôi thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Huyền. Dạ, Huyền xin chân thành cảm ơn những tràng vỗ tay khích lệ và đón chào của quý vị dành cho Ngọc Huyền. Gần như là ca sĩ cuối chương trình rồi. Lời nói đầu tiên, nhưng trong ngày lễ mẹ, con kính chúc tất cả các bà mẹ đang hiện diện tại nơi đây được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình, và chứng kiến được tất cả những ước nguyện của mẹ và sự thành đạt của con cái trong hiện tại cũng như tương lai. Và con không quên kính chúc ba mẹ của tất cả chúng con được phước như Đông Hải, Thọ Tỷ, Nam Sơn. Và con đem ra đây 2 bó hoa do chị Diệu Quyên tài trợ cho con, để mà con có thể dâng tặng cho một người mẹ ruột của con đang hiện diện tại show, và một người mẹ tinh thần trong nghề, đó là mẹ ruột của con, mẹ Hà Liên, và mẹ nuôi của con trong nghề, má kịch đoàn Dân Nam, Thúy Nguyễn ạ.
Quý vị ơi, cho con xin vài phút lắng động để con tặng những đóa hoa yêu dấu này đến cho hai bà mẹ của con ạ. Con xin lỗi mẹ, nếu có lần nào con làm cho mẹ rơi lệ, xin hãy vì sự vô tình đó mà tha thứ cho con, cho tất cả chúng con. Dạ, bây giờ thì em cảm ơn ban nhạc, một tràng pháo tay dành tặng cho ban nhạc. Và mời ban nhạc hãy trỗi lên bài hát được mang tên Bao Lần Mẹ Khóc. Làm mẹ khóc, dẫu chốn tôi giàu con khờ nào hay, thân có nắng dây mưa dầu, mong con khôn lớn nên người dạng người tương lai với đời. Con khờ tình miếng cơm áo mặc, gánh chịu nặng con khiến mẹ sầu lo. Con xin lỗi mẹ, bao lần mẹ khóc, chứ hiểu chưa tròn lối đạo làm con. Mẹ con gắng nên người nguyện xin tàu hoa cao vời, ban mẹ sống đời bên con. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với lần đêm được mẹ khóc, nước mắt mẹ hiền chảy ngược vào trông. Công cha nghĩa mẹ sinh thành, mong con khôn lớn nên người dạng người tương lai với đời. Bao lần vô tình con làm mẹ khóc, dẫu chốn tôi sầu con khờ nào hay, thân có nắng dãi mưa dầu, mong con khôn lớn nên người dạng người tương lai với đời. Mẹ yêu ơi, con cúi đầu tạ lỗi mẹ cả một mẹ làm lưu tao tần, lo con khờ từng miếng cơm áo mặc, gánh chịu nặng con khiến mẹ sầu lo. Con xin lỗi mẹ, bao
lần mẹ khóc. Chữ hiếu chưa tròn lối đạo làm con. Thương mẹ con gắng nên người, nguyện xin tàu hoa cao vời, ban mẹ sống đời bên con. Thương mẹ con gắng nên người, nguyện xin tàu hoa cao vời, ban mẹ sống đời bên chân thành. Cảm ơn các bà mẹ của chúng ta và cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bài nhạc thứ hai thì nhạc phẩm này thì Ngọc Huyền xin dành tặng không chỉ riêng cho mẹ mà xin dành tặng cho cha, dành tặng cho tất cả những tình yêu đã tạo nên cuộc sống này thật là ý nghĩa và hạnh phúc. Nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Lam Phương cũng nhớ tưởng nhớ đến bác, một người nhạc sĩ tài hoa đã làm rạng danh nền âm nhạc Việt Nam chúng ta. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Biển Tình sau đây ạ. Trắng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao. Xanh xanh lỡ vì đắm say tình mới, đến đây với anh mà ngỡ trong giấc mơ. Mắt em âu sầu là cả một trời thơ, không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước. Mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước, siết tay dắt nhau mình lấy ra. Xa yêu phiền đắng cay chân dài, đời em sẽ đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cắn trắng sóng hòa nhịp mái ấm, không còn những chiều bâng. Hãy subscribe.
say say lỡ vì đắm say tình mới. Đến đây với anh mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhìn với tim hẹn bước, mong sao tương lai đường chẳng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa yêu phiền đắng cay trần gian. Đời em sẽ đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp mái ương, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp mái ương, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp mái ương, không còn những chiều bâng rất nhiều ạ. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn Ngọc Huyền. Rất và là thưa quý vị, hôm nay đến xem show không chỉ được xem một show rất là hay và trọn vẹn, thì ban tổ chức chúng tôi cũng sẽ có những phần quà, giống như là anh Tuấn Anh và nhạc sĩ Trúc Sinh có nói là xem show xong còn có quà để đưa mẹ đi ăn dinner. Dạ. Vậy thì bây giờ những cái tấm vé của quý vị đã bỏ vào trong đây thì chắc là chị phải mời anh Đức Tiến. Em cầm xuống cho quý vị ở dưới đó bốc thăm và... Em chưa có vé số. Ồ, em chưa có vé hả? Em đang nói là em mong là em bốc vô em trúng cái em gửi tặng cho ban nhạc. Mẹ của em có. Vé của mẹ đã được bỏ vào trong cái... Dạ, dạ em được tới hai vé lượt phải không chị? Mẹ ruột và mẹ nuôi nữa. Bây giờ mình bốc giải ba nhất nha. 200 đô la. Cho em chút đèn sáng lên đi để mọi người có thể nhìn thấy ha, giải ba ha. Vâng, và đây là giải số 3. Em mời Tuấn Anh nói giá tiền và đọc luôn. Giá tiền là 200 đồng giải 3. Cái này là của anh, giá tiền là 200, giải 3 là số mấy thưa anh? Số mấy anh đọc đi. Giải 3 là số L6. L. L. L6. L tức là lo lắng đó. Với số tiền là 200 Mỹ Kim. 200 Mỹ Kim, có ai L số 6 không? Dạ, nếu mà ai có vé thì cầm vé lên. Còn nếu không có thì là mình sẽ bỏ, mình không. Dạ không, có là sẽ liên lạc để mà... À liên lạc luôn hả chị? Dạ vâng. Chứ không phải là ai về sớm là sẽ mất cái cơ hội đó. Tại vì Helen biết ai ngồi cái hàng ghế nào. Oh, dạ. L6. Cô trúng rồi không ạ? Có rồi. Dạ có rồi. Ok, xin mời cô. Một tràng pháo tay đón chào cô. Cô mời cô lên. Xin mời cô. Chứ cô đón cô lên được. Cô hẹn L, cô lẹ leo lên. Vâng. Cảm ơn cô. L6 cô đúng một thưa quý vị. Buổi tối dinner vui vẻ. Cô cho con biết tên cô ạ. À. Cô ơi. Mình là Mary Nguyễn. Cô Mary Nguyễn ở thành phố nào ạ? Costa Mesa. Từ Costa Mesa cô Mary Nguyễn tặng giải 3, được giải 3 200 Mỹ Kim. Chúc mừng cô. Happy Mother's Day. Rồi cô. Bây giờ Đức Tiến. Để cho mẹ của chị Ngọc Huyền đi. Dạ vâng. Dạ rồi, cô bóc đi. Dạ, nếu mà mẹ Ngọc Huyền bóc mà mẹ Ngọc Huyền trúng thì hơi kỳ nha quý vị. Không sao đâu, dạ. Cứ là cái sự may mắn gấp đôi em. Rồi, cho anh xin đây. Em mời anh. Giải nhì là 300 Mỹ Kim. Số... Dạ, anh đọc đi. B19, chắc là có người trúng rồi. B19. B19 bên tôi. B bé bự. Bé bự 19 rồi. B19. Có người trúng rồi. Bé bồng bông, bé bồng bông, vỗ tay đi nào. Rồi B19 là của chị Thu Anh, tổng thư ký của giáo hội California. Chúc mừng chị, mời chị. Chúc mừng bạn muốn làm cho chị. B19, cảm ơn chị. Xin lỗi, cho em quý biết cái danh. Em là Thu Anh chị. Chị Thu Anh. Thu Anh ở thành phố nào thưa chị?
Thưa em ở Irvine chị. Thu Anh từ Irvine đã trúng giải hạng nhì 300 Mỹ Kim. Mấy người ở Irvine tiền nhiều lắm, không cần 300 đâu. Để lại cho người khác bóp. Em nói chơi thôi chứ. Trúng à. Mặt còng, chút nữa em không có mạng đi ra Bắc Kinh. Rồi, bây giờ giải nhất 500 Mỹ Kim. Cái hàng này nói chung là ngồi xa không thấy, thành ra bây giờ được thưởng nhưng mà không biết còn ở đây hay không nha. Cái hàng mà xa nhất luôn á, hàng chữ S. S sờ sẫm, sung sướng. Rồi, S4. Có ai có S4 không? 1, 2. Có không? Oh, trời, có người trúng rồi. Vô luôn. Oh. S4. Em trai. Thấy em chưa? Trai, bữa nay có một buổi tối. Trời ơi, đi ra là có không S4? Xã. S4. Đúng rồi. Left S4. Đúng rồi, left S4 rồi. Cảm ơn em. Còn... Rồi, cảm ơn. Rồi. Em tên gì? Hết cơ hội. Dạ, em tên Tùng. Kỳ không? Tên gì? Tên Tùng. Tùng ở Tư Bắc nào? Ở thành phố nào? Dạ em ở Orange. Tùng từ Orange giải hạng nhất 500 Mỹ Kim trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng. Cảm ơn quý vị. Mời tất cả anh em nghệ sĩ cùng ra đây ạ. Em mời nghệ sĩ Trúc Sinh ạ. Hy vọng rằng quý vị đã có một chương trình thật là vui và trọn vẹn trong ngày lễ đầy ý nghĩa lễ mẹ năm đây. Kính chúc cho các bà mẹ luôn luôn được nhiều sức khỏe. Và chúng ta có sức khỏe thì chúng ta sẽ ở bên cạnh con càng lâu, càng lâu và mãi mãi về sau. Kính chúc quý vị một ngày thật vui cùng với mẹ. Và hãy nói với mẹ, con yêu mẹ, I love you mommy. Xin cảm ơn đến ban tổ chức rất là nhiều. Cảm ơn đến anh Tuấn Anh, cảm ơn đến Trúc Sinh, cảm ơn đến ban nhạc. Cảm ơn đến tất cả quý vị đã đến chung vui cùng chúng tôi trong tối ngày hôm nay. Xin chúc mừng Happy Mother's Day.